nhún đẹp nhiều lớp đơn giản giải pháp đây giải pháp may nhún đẹp với chân vịt mới này ở đây chỗ này có một rãnh nhỏ vải sẽ được đưa vào đây nó có thể xử lý cả vải dày và vải và mỏng thao tác rất đơn giản cách sử dụng chân vịt này rất đơn giản trước hết bạn hãy đặt vải đầu tiên dưới chân vịt sau đó mảng vải thứ hai bạn đưa vào khe chân vịt đã nói ở trên việc sử dụng rất đơn giản chỉ cần điều chỉnh độ chặt của kim độ chặt càng lớn độ nhún càng dày khi may vải sẽ được thả ra để nó tự nhiên trượt qua thả ra vài lần nữa hãy xem kết quả mọi người có thể thấy vải phía trên rất phẳng vải phía dưới đã được gấp đều hiệu suất rất tốt chân vịt này có thể sử dụng an toàn cho nhiều loại vải có thể xử lý cả vải dày và mỏng vải được gấp đều rất đẹp với chân vịt này, bạn có thể gấp cả 3 lớp vải. Vải đầu tiên, vải thứ hai, bạn đặt dưới chân vịt. Sau đó, vải thứ ba, bạn đưa vào khe nhỏ trong chân vịt. Mọi người có thể xem, ba miếng vải này đều có thể gấp đều. Khi may, bạn nhớ thả ra để nó tự nhiên trượt qua, không nên căng thêm. Thao tác rất đơn giản, không cần phải thay răng cưa mặn nguyệt. Hãy xem kết quả, mọi người thấy, màng vải phía trên rất phẳng, phần dưới nhún bèo rất đều và đẹp. Chân vịt nhún hai lớp này, bạn hãy trải nghiệm ngay nhé.